Chắc là chỉ có những ai á mà có một cái niềm đam mê mãnh liệt với loa thì mới hiểu được cái cảm giác á, khi mà sưu tầm được những củ loa tốt ấy, nó tuyệt vời như nào nhỉ các bạn. Ở đây các bạn thấy là mình có tới 4 củ loa xịn sò của JBL luôn, bao gồm 3 củ loa Authentic từ 200 này, 300 và 500. Còn củ này là JBL 122. Nó có công suất là 35W, trở kháng 4 ohm. Còn kích thước của nó thì mình cũng chưa có xem lại ở trên cái trang bán hàng nữa, nhưng mà thôi, ở đây mình cứ cầm luôn cái thước mình đo trực tiếp luôn đi cho nó dễ nha các bạn. Nó rơi vào đâu đó 9,5cm cho cái củ loa JBL 122 này. Bây giờ mình sẽ quay thật gần lại cho các bạn thấy này. Quả thật đấy, với những ai mà đã quá đam mê loa rồi á, cầm vào những củ loa yêu thích thì thôi luôn các bạn, cảm giác nó cứ gọi là quá tuyệt vời đi. Đây, các bạn cứ tự nhìn vào và tự đánh giá. Bên trong sẽ có một cái cột coi loa cũng khá là to nha các bạn. Có thể nói là nó to gấp đôi cái ngón tay cái của mình luôn đấy. Cái ngón tay cái của mình khi mà để vào thì nó chỉ bằng một nửa so với cái cột coi loa thôi. Các bạn thấy này, bên trong nó cũng có luôn các cái lỗ thông hơi cũng như là để tán nhiệt cho cột coi loa luôn. Còn về cái độ dày dặn của cái khung xương loa này thì các bạn thấy nó đủ dày và đủ chắc chắn. Một khi đã nhắc đến thương hiệu JBL này á, thì mình nghĩ là cũng không còn nhiều người xa lạ gì với cái hãng này đâu, nên là mình cũng không cần phải nói thêm nhiều nữa. Mà mình cứ để trực tiếp hình ảnh ra để các bạn có thể tự nhìn và tự đánh giá luôn. Tiếp theo á, là một củ loa Authentic 200. Để xem kích thước của nó là bao nhiêu đây. Về cái hình thức á, thì mình thấy cả 4 củ loa này cũng dùng màn loa bằng giấy hết và gân loa cao su. Có cái là cái phần gân loa cao su này á, nó gồ lên nhìn trông rất hầm hố nha các bạn. Những cái củ này này, củ nào nó cũng gồ cái phần gân lên, đúng kiểu gọi là hầm hố luôn nha các bạn. Kể cả cái củ Authentic 500 này, thì cái phần gân của nó cũng gồ lên như này, nhìn đúng kiểu mạnh mẽ cơ bắp luôn. Để mình đo lại kích thước của củ loa Authentic 200 này xem là nó bao nhiêu cm đây. Nó rơi vào khoảng 12,5cm cho củ loa Authentic 200 này nha các bạn. Còn về cái thông số của nó thì mình cũng chưa có xem lại trên trang bán hàng nữa, nên là bây giờ mình sẽ đo cái mức trở kháng đi. Trong số 4 củ loa này á, mình chỉ nhớ công suất của củ Authentic 300 thôi. Thì với củ loa Authentic 300 này á, thì nó sẽ có trở kháng là 2 ohm và công suất là 80W. Ở đây thực tế là nó cũng có này, nhưng mà do mình cứ để cái phần mặt dưới này á, xuống bàn, nó quay qua quay lại á, là nó bị mờ bớt đi cái thông số rồi á. Bây giờ mình quay trở lại với cái củ Authentic 300 này xem là nó rơi vào bao nhiêu ohm đây. Để mình chuyển sang cái thang độ ohm. Đó, đã chuyển sang cái thang độ ohm rồi. Mình để ở đây để các bạn có thể thấy rõ được luôn. Với cái củ Authentic 300 này á, mà công suất của nó rơi vào 80W á, thì với củ 200 này á, mình ước lượng là nó sẽ rơi vào tầm 50W. Đó là công suất của củ loa Authentic 200 này. Còn mức trở kháng của nó là bao nhiêu đây? Bây giờ mình sẽ đo ngay. Các bạn chờ tí này, nó sẽ nhảy số lên. Wow, vậy là 2 ohm nha các bạn. Củ loa Authentic 200 này có trở kháng là 2 ohm. Còn công suất á, theo như mình cảm nhận thì nó sẽ rơi vào 50W. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với củ Authentic 300 này. Thiết kế của nó sẽ khác so với hai cái dòng nhỏ này. Còn nói về độ hay của 4 củ loa này á, thì mình sẽ sắp xếp từ nhỏ dần cho đến lớn dần. Và lớn nhất là củ Authentic 500 nha các bạn. Tại sao mình lại có cái kiểu so sánh như này? Thì cái này là mình so sánh theo đúng kiểu thực tế luôn. Các bạn thấy á, những cái chiếc loa di động cỡ nhỏ thì nghe không bao giờ mà hay mà nó cảm xúc bằng những cái loa lớn. Chính vì vậy á, mà mình sẽ lấy luôn cái thực tế để mà so sánh luôn vào đây, để các bạn có thể dễ dàng hình dung. Thì cái độ hay á, nó sẽ từ cái loa nhỏ nhất này cho đến cái loa lớn hơn tí này, và tiếp tục lớn hơn tí nữa, và cuối cùng là cái củ to nhất là Authentic 500 này. Thì căn bản là trong 4 củ loa này á, thì cái củ loa Authentic 500 sẽ là củ loa hay nhất nha các bạn. Còn đứng thứ nhì á, là Authentic 300 này đây. Các bạn cứ nhìn vào thiết kế này, căn bản á, là cái độ hay nó càng tăng thì cái thiết kế của nó nhìn nó cũng sẽ kiểu khác biệt so với những cái dòng thấp hơn nha các bạn. Với củ loa nhỏ JBL 122 này á, thì cái thiết kế của nó có vẻ là đơn giản hơn, nó tối giản hơn so với củ Authentic 300 này. Kiểu gì thì kiểu, cứ nhìn vào củ loa Authentic 300 này á, là đã thấy ngay được cái sự khác biệt của nó rồi. Đây chính là cái phần mặt sau của nó này, cũng như là cái khối 500 từ thường, nó to và nó nặng. Để mình đo luôn kích thước của nó, nó sẽ rơi vào 15cm cho cái củ Authentic 300 này nha các bạn. Còn nếu như mà đo từ bên này á, thì chắc chắn là nó sẽ nhỏ hơn rồi. Nó rơi vào 14,4cm. Còn và thông số kỹ thuật đó, như mình đã nói là với củ loa Authentic 300 này sẽ có mức trở kháng chỉ có 2 ohm thôi. Còn công suất là 80W. Mình cũng tiếp tục quay thật gần lại cho các bạn thấy thật chi tiết và thật rõ ràng
và những thứ có trên củ loa Authentic 300 này. Ở ngay chỗ phần đầu đầu loa này á, mình thấy cũng được dán một cái phần keo gì đó rất là dẻo và nó dính dính nha các bạn. Cái keo này thì mình cũng không rõ là keo gì luôn, nhưng mà mình thấy nó rất là dẻo này. Và khi mình chạm tay vào thì nó vẫn còn hơi dính dính. Cả bên trong cuộn quay loa cũng có luôn các cái lỗ để thông hơi cũng như là để tản nhiệt cho cuộn quay loa. Căn bản là cấu tạo loa thì nó cũng tương tự như nhau thôi, chẳng qua nó khác ở chỗ là cái thiết kế củ này nó đẹp hơn củ kia. Rồi những cái mẫu mã khác nhau thì cái thiết kế của nó sẽ đẹp hơn hoặc là xấu hơn như các bạn. Tiếp theo là củ loa cuối cùng, cũng như là củ loa xịn sò và hay nhất luôn trong số 4 củ loa này nha các bạn. Đây là củ loa Authentic 500. Mình cũng chưa có xem lại thông số ở trên trang bán hàng. Bây giờ cứ thế là mình lấy thước này để đo luôn cái kích thước thực tế cho nó rõ ràng nha các bạn. Đâu, kích thước của nó là bao nhiêu nào? Nó rơi vào khoảng 17,5cm cho củ loa Authentic 500 này. Còn mức trở kháng của nó là bao nhiêu đây? Bây giờ mình cũng sẽ đo luôn. À, cái đồng hồ này mình quên sạc pin, đâm ra là bây giờ nó đang báo pin yếu rồi. Mình đoán á, củ loa Authentic 500 này nó sẽ có mức trở kháng là 4 ohm. Cái này là mình đoán thôi. Còn bây giờ thực tế như nào á, cứ đo là biết ngay. 1, 2, 3, chấm một phát này. Bao nhiêu nào? Các bạn chờ tí, nó sẽ ra ngay kết quả. À, củ này nó cũng rơi vào khoảng 2 ohm thôi các bạn ơi. Gì mà kinh điển thế nhỉ? Củ loa to như này mà trở kháng chỉ có 2 ohm thôi các bạn ạ. Còn mức công suất á, thì mình sẽ ước lượng với củ loa Authentic 300 này á, công suất của nó đã là 80W rồi. Thì kiểu gì kéo á, với củ 500 này, kích thước của nó to hơn, đâm ra là mức công suất á, nó cũng sẽ lớn hơn là chắc chắn rồi. Theo như cảm nhận của mình á, thì củ loa Authentic 500 này nó sẽ có mức công suất là khoảng 100W. Và hình thức á, mình thấy củ loa Authentic 300 và 500 á, cái hình dáng của nó rất giống nhau, chẳng qua nó khác nhau ở cái kích thước thôi. Chứ còn về mặt sau này cũng như là cái phần thân này thì nó cũng rất là tương tự nhau rồi. Các bạn thấy ở đây là mình có luôn một combo để thử nghiệm loa trong ngày hôm nay. Với chiếc mạch to màu đỏ này á, là một chiếc mạch khuếch đại âm thanh Class D dùng chip TPA3221. Mình cũng đã lên sóng chiếc mạch này cách đây khá lâu rồi và đến bây giờ mình vẫn giữ lại để dùng luôn. Còn mạch ở phía trước này á, nó là một chiếc mạch chỉnh âm sắc, nó có 4 ống chỉnh bao gồm âm lượng tổng này, chỉnh bass, chỉnh mid và chỉnh chép. Nó cũng được trang bị luôn một cái khối nguồn cách ly hoàn toàn với cái nguồn chính để có thể tránh nhiễu oxy. Và ở trên chiếc mặt chỉ âm sắc này á, cũng được trang bị luôn 3 con IC op amp là OPA2604. Còn với chiếc mạch màu tím này đây, nó là một chiếc mạch thu Bluetooth chất lượng cao. Nó sẽ cho phép truyền tải được những file nhạc có độ phân giải cao nha các bạn. Nó được trang bị cái con chip của Qualcomm. Đây, mình sẽ quay thật chi tiết lại cho các bạn thấy này. Đó, tên của nó là QCC5125. Thậm chí là được trang bị luôn một cái con chip giải mã âm thanh là PCM5102A. Còn với cái chiếc mạch lòng thòng ở đây á, nó là một chiếc mạch tăng áp. Mình sẽ tăng mức áp từ 20V của khối pin máy xiết bô lông này lên 28V để cấp cho chiếc mạch khuếch đại âm thanh cũng như là toàn bộ khối mạch này để cho nó hoạt động. Đầu tiên là mình sẽ thử nghiệm với củ loa đứng thứ nhì, cũng chính là củ Authentic 300, công suất 80W. Cứ thế là lên nhạc nha các bạn. Rồi, nhạc đã lên. Bạn chờ tí này, là cái màn loa nó sẽ luôn. Đấy. Quá kinh điển các bạn ơi. Đúng là hàng gọi là thương hiệu xịn sò nó có khác. Cứ gọi là căng đét nha các bạn. Trở kháng 2 ohm, công suất 80W này. Cũng chính với cái trở kháng 2 ohm nên là cái độ nhảy của nó rất là cao. Mình chỉ cần cho một cái mức âm lượng nhỏ xíu thôi, nó đã hát được như này rồi. Còn bây giờ mình chuyển sang củ loa đứng thứ nhất, cũng là hay nhất luôn. Đó chính là củ Authentic 500 này. Vì nó to nên là cái độ hay của nó cũng sẽ hay hơn nha các bạn. Và đương nhiên là cái giá tiền của nó cũng đắt hơn rồi. Đó là điều chắc chắn nha các bạn. Lên nhạc luôn thôi, suy nghĩ gì nữa. Do là cái công suất của loa này nó to hơn nên là mình cũng cần phải đẩy cái mức âm lượng lớn hơn để cho nó tương ứng lên nè. Quá kinh điển các bạn ơi. Đấy. Mình cho nhỏ lại tí nữa. Còn cái tiếng mà phè 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 đó chính là cái tiếng gió nha các bạn. Tại vì cái loa này mình đang để bên ngoài này, là những cái hơi nó thoát nhanh tức thời qua những cái khe này, đâm ra nó sẽ tạo ra cái tiếng hơi phịch 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 đó. Chứ còn nếu như mà đưa vào thùng là sẽ không còn cái tiếng nữa.
Vậy là mình đã thử nghiệm xong 4 củ loa của JBL này. Còn về độ hay á, thì mỗi một củ nó sẽ có cái độ hay riêng nha các bạn. Qua cái màn thử nghiệm chắc là các bạn đã có thể tự nghe và tự đánh giá cảm nhận được cái chất lượng âm thanh của 4 củ loa này. Còn bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn mỗi người hãy dành tặng mình một like và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.